Nhà văn là một nhân vật rất quan trọng trong đời sống văn học. Có rất nhiều danh xưng dùng để gọi nhà văn: người cho máu, người nâng giấc, người tìm đường đến xứ sở cái đẹp, nhà nhân đạo từ trong cốt tủy, người thư ký trung thành của thời đại, nhà tiên tri, người truyền lửa, cánh chim báo bão, nhà tư tưởng. Ồ, nhà văn có rất nhiều vai trò, rất nhiều chức năng. Vậy thì đã bao giờ em tự hỏi điều gì làm nên một nhà văn đích thực? Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ giúp các em trả lời câu hỏi ấy. Điều gì làm nên nhà văn? Yếu tố đầu tiên làm nên nhà văn chính là tài năng thiên bẩm. Tài năng thiên bẩm là tiên quyết, là điều kiện cần để làm nên một sự nghiệp văn học lớn lao, để làm nên một nhà văn đích thực. Biểu hiện đầu tiên của tài năng chính là khả năng quan sát tinh tường. Nhà văn cần có khả năng quan sát tinh tường để có thể khám phá một cách sâu sắc vào hiện thực cuộc sống. Nhà văn cần có góc nhìn riêng, sâu sắc và có tính phát hiện trước hiện thực cuộc sống. Tao muốn làm người lương thiện, ai cho tao lương thiện? Kể từ khi Chí Phèo ngật ngưỡng bước vào trang văn của Nam Cao, người đọc đã nhận ra một góc nhìn đầy tính khám phá của ông về số phận người nông dân trước cách mạng tháng 8, đó là tấn bi kịch Thao Hóa. Trước Nam Cao, cũng có rất nhiều người viết hay về người nông dân trước cách mạng tháng 8, ví dụ như là Ngô Tất Tố với tác phẩm Tắt Đèn. Nhưng chị dậu của Ngô Tất Tố, dẫu là bị dồn vào đường cùng, dẫu là bị bần cùng hóa, thì ít nhất chị vẫn còn được là một con người, chị vẫn có phẩm giá của một con người. Nhưng Chí Phèo thì khác. Tới Chí Phèo thì người nông dân đã đi từ bi kịch bần cùng hóa đến bi kịch bị tha hóa. Đó là tấn bi kịch của những con người sinh ra là người nhưng không được sống như một con người. Họ bị tước đoạt cả nhân hình, cả nhân tính và họ sống kiếp mù tối như thú vật. Và cái đau buồn hơn cả là họ không nhận ra tình cảnh bi đát của mình và ngày một lún sâu hơn vào bóng tối của sự tha hóa, đánh mất đi nhân tính và quyền làm người của mình. Như vậy, đề tài về sự tha hóa, cái phát hiện mới mẻ và sâu sắc của Nam Cao về thân phận người nông dân trước cách mạng tháng 8 đã làm nên địa vị của ông trong dòng văn học hiện thực phê phán. Nó là kết quả của một sự quan sát tinh tế, sâu sắc, lách sâu vào biển sâu hiện thực để khám phá ra những quy luật, để khám phá ra những cái tấn bi kịch đau đớn của con người. Biểu hiện thứ hai của tài năng đó là một trí tưởng tượng phong phú. Nhà văn cần trí tưởng tượng để kiến tạo nên thế giới nghệ thuật trong tác phẩm của mình, dẫu đó là một thế giới kỳ ảo đầy những phép màu hay một thế giới khoa học viễn tưởng với những phát minh hết sức hiện đại, thì nhà văn cần phải huy động trí tưởng tượng của mình để miêu tả, để kiến tạo thế giới ấy trong trang văn của mình, để người đọc khi đọc họ sẽ như là sống ở trong thế giới ấy. Trí tưởng tượng giúp cho nhà văn kết nối những cái sự vật hiện tượng tưởng như không liên quan với nhau để làm nên những liên tưởng đầy bất ngờ, đầy thú vị, đầy tính nghệ thuật trong tác phẩm của mình. Chắc các em không xa lạ gì với J.K. Rowling và sáng tác của bà, bộ truyện tiểu thuyết lừng danh Harry Potter. Nhưng mà ít người biết rằng là trước khi kiến tạo nên cốt truyện, kiến tạo nên nhân vật thì J.K. Rowling đã dành nhiều năm để tạo ra thế giới phù thủy. Và việc đầu tiên bà làm đó là trong một thế giới đầy phép màu thì bà phải quy định những gì phép thuật không thể làm. Vậy thì chính cái trí tưởng tượng của bà đã nhào nặn nên một thế giới phù thủy đầy kỳ diệu và đầy những cái điều phi thường. Nhưng những cái quy luật, những cái ranh giới bà đặt ra khiến cho thế giới ấy có trật tự và nó làm cho câu chuyện giữ được độ căng. Em thử hình dung về một thế giới phép thuật mà không có quy luật gì cả. Mọi người có thể làm tất cả mọi thứ và không có giới hạn. Thì đó là một mớ hỗn độn và câu chuyện ấy sẽ kém hấp dẫn đi rất nhiều. Trong tác phẩm 80 ngày vòng quanh thế giới thì Jules Verne đã nói là những gì con người tưởng tượng ra, sớm hay muộn họ cũng sẽ tìm được cách thực hiện. Điều này cũng đúng với văn chương. Những gì mà nhà văn tưởng tượng ra, sớm hay muộn họ cũng sẽ có thể kiến tạo nó trên những trang văn và trong cái thế giới nghệ thuật họ là người kiến tạo. Biểu hiện thứ ba của tài năng chính là khả năng thấu cảm. Khả năng thấu cảm của nhà văn là khi nhà văn có thể mở rộng tâm hồn đón nhận những vang vọng của cuộc đời, mở rộng trái tim để cảm nhận buồn vui, yêu ghét của người khác, biết quan tâm và đồng cảm với những người xung quanh. Ở đây mình có thể lấy một ví dụ rất quen thuộc, đó là truyện ngắn Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Trong truyện ngắn này, bằng tấm lòng nhân hậu, đồng cảm, thấu hiểu tâm lý trẻ thơ, Nguyễn Quang Sáng đã miêu tả chân thực cảm động tâm lý nhân vật bé Thu. Về chuyện này, khi đọc truyện thì có nhiều bạn tâm sự với thầy là
Tại sao lại có một cô bé ngỗ ngược, tại sao lại có một cô bé vô lễ hỗn hào như bé Thu? Các bạn cảm thấy rất ác cảm với nhân vật này. Đó là một cái phản ứng dễ hiểu. Nhưng kỳ thực, nếu như các em đọc kỹ tác phẩm này và nhất là những phần nhà văn Nguyễn Quang Sáng diễn tả tâm lý nhân vật, thì mình sẽ không dễ dàng kết luận như thế. Ở đây, rất đơn giản, nhà văn đã hiểu được tâm lý của bé Thu là một cô bé 8 tuổi. Ở trong tác phẩm này, bé Thu nói chổng, nó nhất định không gọi tiếng ba. Và chi tiết này là chi tiết rất dễ làm cho chúng ta kết luận đây là một cô bé hỗn hào. Nhưng khi lách sâu vào cái thế giới tâm lý nhân vật và qua những gì nhà văn miêu tả, thì cái việc đánh giá phán xét ấy là quá vội vàng. Tại sao bé Thu lại không gọi tiếng ba? Em thử hình dung xem, bé Thu là một cô bé 8 tuổi và trong tâm trí nó thì chỉ có một người cha duy nhất mà nó yêu thương, mà nó trông ngóng, mà nó kính trọng. Đó là người cha trong tấm hình chụp với mẹ nó. Một người cha mà nó hằng yêu quý. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một người lớn mà nó không hề nhận ra và ai cũng bắt nó gọi người ấy là cha. Thì đương nhiên nó sẽ không chịu gọi. Và như vậy thì gọi người ấy là gì đây? Rõ ràng con bé bối rối vì nó không thể hiểu được hết cái tình huống éo le của câu chuyện, cho nên nó đành nói chổng. Như vậy thì mình thấy rất rõ, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã đi sâu vào tâm lý nhân vật để hiểu được rằng là một đứa bé 8 tuổi khi nó bối rối thì nó sẽ như thế nào. Có rất nhiều khi mình dễ dàng đánh giá đó là một đứa trẻ hư hỗn, nhưng mà cái diễn biến tâm lý của đứa trẻ ấy mình không thể nắm rõ. Thì ở đây, cái sự thấu cảm của nhà văn Nguyễn Quang Sáng là rất rõ. Và hơn ai hết, ông hiểu rằng đây là một đứa bé đáng thương chứ không đáng trách. Bởi vì lỗi là của người lớn. Người lớn đã không lường hết được những cái éo le của chiến tranh để chuẩn bị tâm lý cho bé Thu. Người lớn cũng không giải thích cho bé Thu là chuyện gì đang xảy ra. Người lớn cũng không từng hỏi bé Thu là tại sao con lại làm như vậy. Mà tất cả những gì họ làm là đe nẹt, phạt nếu như em không nghe lời. Như vậy rất là rõ ràng, trong một cái hoàn cảnh éo le như thế thì người lớn dường như quá bận rộn với rất nhiều công việc và họ không để ý tới tâm lý của một đứa trẻ. Nhưng Nguyễn Quang Sáng thì khác, bằng một tấm lòng rất là nhân hậu, bằng sự thấu cảm và thấu hiểu tâm lý trẻ thơ, ông đã viết nên những cái chi tiết để mình hiểu rõ tâm lý của nhân vật một cách rất sâu sắc. Và từ đó mình thấy một điều là thật ra bé Thu không hề hỗn, mà khi mà nó xa lánh, nó tàn nhẫn với ông Sáu thì thật ra lại chính là lúc mà nó thể hiện tình yêu cha sâu đậm nhất. Một chi tiết đầy nghịch lý. Cái nghịch lý mà chỉ trong chiến tranh mới có. Cái nghịch lý mà rất đỗi đau lòng. Và chính những cái chi tiết mà thấu hiểu nhân vật đã giúp cho Nguyễn Quang Sáng có thể xây dựng một cái tình huống đặc sắc như thế. Yếu tố thứ tư làm nên tài năng chính là tài năng ngôn ngữ. Nhà nghiên cứu Slutsky đã kể câu chuyện về những người sống lâu năm ở biển. Do quá quen nên họ gần như không cảm thấy tiếng sóng nữa. Giống như ngôn từ văn học vậy, những con chữ mà ta dùng quá nhiều thì sẽ trở nên quen nhàm và khô cứng. Như vậy thì tài năng ngôn ngữ của một nhà văn chính là khả năng phục sinh những con chữ ấy. Nói như Pawtowski thì những chữ sơ sắc nhất mà chúng ta đã nói cạn cùng, mất sạch tính hình tượng đối với chúng ta, những chữ ấy trong thơ ca lại lấp lánh, lại kêu giòn và tỏa hương. Tài năng ngôn ngữ của nhà văn phải giống như Nguyễn Tuân nhận xét, đó là cách dùng ngôn ngữ một cách chính xác. Cũng cùng một vốn ngôn ngữ ấy, nhưng sử dụng có sáng tạo thì văn sẽ có bề thế và kích thước. Có vốn mà không biết sử dụng thì chỉ như nhà giàu giữ của. Dùng chữ như đánh cờ tướng, chữ nào để chỗ nào phải đúng vị trí của nó. Văn phải linh hoạt, văn không linh hoạt gọi là văn cứng đơ, thấp khớp. Nhìn chung, tài năng ngôn ngữ của nhà văn thể hiện qua những tính chất sau. Tính chính xác, giống như là cách mà Nguyễn Tuân nhận xét. Làm văn, viết chữ là phải giống như chơi cờ, phải đặt đúng vị trí, phải dùng chính xác và thể hiện đúng những gì nhà văn cần truyền tải. Thứ hai là tính hàm xúc. Trong một cái dung lượng ngôn ngữ có hạn thì phải truyền tải được nhiều thông tin nhất, phải gợi ra nhiều ý nghĩa nhất. Thứ ba, tính biểu cảm. Ngôn ngữ phải có sức rung động, làm bật lên những cảm xúc trong tâm hồn người đọc. Thứ tư là tính hình tượng. Ngôn ngữ ấy phải gợi ra được trong tâm trí, trong trí tưởng tượng của người đọc những cái hình tượng sống động và hấp dẫn. Biểu hiện cuối cùng của tài năng chính là một trí tuệ sắc bén. Nhà văn cần một trí tuệ sắc bén để đặt ra những câu hỏi về hiện thực, để lý giải hiện thực, để tìm một lối đi cho hiện thực và để từ hiện thực ấy mà khái quát lên những quy luật, những triết lý về đời sống và về con người. Tính tư tưởng được đặt ra rất cao đối với các tác phẩm văn chương, cho nên mỗi nhà văn đều phải là một nhà tư tưởng, đều phải trăn trở và suy nghĩ về hiện thực, đều phải đặt ra những câu hỏi và trả lời những câu hỏi đó, đều phải cố gắng kiến giải hiện thực và tìm lối đi cho hiện thực. Nói như Bielinski thì
Nhà thơ, ngay cả những nhà thơ vĩ đại nhất đồng thời cũng phải là những nhà tư tưởng. Tài năng của nhà văn sẽ bỏ phí, sẽ không thể mài giũa và tỏa sáng nếu thiếu đi yếu tố thứ hai là cái tâm. Biểu hiện đầu tiên của cái tâm đó chính là việc trau dồi nhân cách. Nhân cách cao đẹp của nhà văn thể hiện ở việc họ dám dũng cảm đấu tranh cho chân lý, cho lẽ phải. Họ biết nâng niu trân trọng cái đẹp, họ biết cảm thương bênh vực cho kẻ yếu. Còn nhiều biểu hiện nữa, nhưng nhìn chung đó là những biểu hiện của nhân cách cao đẹp, biết sống vì người khác, biết dâng hiến, biết hướng đến những giá trị cao thượng. Một nhân cách cao đẹp như thế chính là Đại Thi Hào Nguyễn Du. Mộng Liên Đường Chủ Nhân đã ca ngợi Nguyễn Du như sau: Tốn như dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đàm tình đã thiết. Nếu không phải con mắt trông thấu sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì không tài nào có được bút lực ấy. Đoạn Trường Tân Thanh, tiếng kêu đất ruột mới chính là minh chứng của một nhân cách cao cả, yêu thương con người tha thiết, thấm đẫm những giá trị nhân đạo mới mẻ mà sâu sắc. Đúng như cách mà Nguyễn Du đã sáng tác bằng tất cả tấm lòng yêu thương tha thiết của mình, để khi viết như có nước mắt thấm trên tờ giấy, như có máu nhỏ trên đầu ngọn bút. Yếu tố thứ hai làm nên cái tâm chính là việc ý thức trau dồi văn hóa. Nếu mỗi nhà văn có ý thức trau dồi văn hóa, làm phong phú thêm vốn văn hóa của mình, thì họ sẽ có thể làm nên những tác phẩm tài hoa và nhiều ý nghĩa. Điển hình như Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân là một người nghệ sĩ suốt cuộc đời đi tìm cái đẹp và cái thật. Nguyễn Tuân còn là một nhà văn am tường về văn hóa, và những cái chất liệu văn hóa, những trầm tích văn hóa đã được ông đưa vào các tác phẩm của ông một cách rất tự nhiên. Ví dụ như tác phẩm Chữ Người Tử Tù, trong đó cái vẻ đẹp văn hóa kết tinh trong biểu tượng chữ. Biểu tượng chữ là một biểu tượng giàu ý nghĩa, nó thể hiện trước hết là vẻ đẹp hồn xưa dân tộc, và qua đó thể hiện được tinh thần yêu nước kín đáo của nhà thơ trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ nước ta. Thứ hai, nó thể hiện phẩm chất cao đẹp của con người, nó là sự kết tinh tài hoa, tâm huyết và thiên lương của nhân vật Huấn Cao. Cuối cùng, nó thể hiện quan niệm của nhà văn về cái đẹp, đó là cái đẹp có thể nảy sinh từ vùng đất chết, nhưng nó không thể tồn tại chung với cái xấu xa. Con người không thể cướp lấy cái đẹp, không thể dùng mưu mẹo mà lừa để lấy cái đẹp, mà chỉ có một cách duy nhất, đó là phải vươn mình lên cho xứng đáng với cái đẹp. Và cuối cùng là sức mạnh của cái đẹp. Nói như Dostoevsky thì cái đẹp cứu chuộc thế giới. Cái đẹp đã giải thoát hai loại người tù trong tác phẩm, để người tử tù đi vào cõi bất tử ngay trong giờ phút tử sinh, và để viên quản ngục, một người bị cầm tù bởi thân phận, có thể tìm thấy chính mình và tự giải thoát cho mình. Biểu hiện thứ ba làm nên cái tâm chính là trau dồi về nghề viết. Tài năng là một chuyện, nhưng để cái tài ấy được chín, để mình trở thành một nghệ nhân thực sự, một nhà văn đích thực, thì không thể không trau dồi nghề viết. Maxim Gorky đã khuyên các nhà văn trẻ: các bạn hãy học viết ở tất cả các nhà văn có phong cách điêu luyện, nhưng các bạn hãy tìm lấy nốt nhạc và lời ca của mình. Hãy học, hãy rèn luyện, nhưng quan trọng nhất là tìm thấy nốt nhạc và lời ca của mình, tìm thấy cho mình một giọng điệu riêng, một yếu tố riêng biệt, một phong cách độc đáo, một dấu vân tay nghệ thuật riêng. Và cái quá trình trau dồi nghề viết của nhà văn bao giờ cũng là một quá trình vất vả, nhọc nhằn, lao lực, kiên trì, cẩn thận và nhẫn nại. Nói như Chế Lan Viên: nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành một mật ngọt thành đời vạn chuyến ong bay. Hay nói như Mayakovsky: phải tốn hàng tấn quặng ngôn từ chỉ cho về một chữ mà thôi, những chữ ấy làm cho rung động triệu trái tim trong hàng triệu năm dài. Sáng tác văn chương là một quá trình cực khổ, là một quá trình đầy ải đích thực, là một quá trình hoạt lao động đầy lao lực, nhưng thành quả của nó thì rất cao đẹp, giống như những mật ngọt mà nhà văn dâng lên cho đời. Vậy điều gì làm nên nhà văn? Tới đây chắc em đã trả lời được câu hỏi này. Hai yếu tố rất quan trọng để làm nên nhà văn là cái tài và cái tâm. Cái tài thể hiện trong việc quan sát tinh tường, trong trí tưởng tượng phong phú, trong khả năng thấu cảm, trong tài năng ngôn ngữ, trong trí tuệ sắc bén. Cái tâm trong việc trau dồi nhân cách, trau dồi văn hóa, trau dồi nghề viết. Còn nhiều biểu hiện nữa của cái tài và cái tâm mà các em vẫn có thể kể ra thêm. Tới đây, câu hỏi thầy muốn đặt ra cho các em là: cái tài và cái tâm, mối quan hệ của chúng như thế nào và yếu tố nào thì quan trọng hơn? Đại thi hào Nguyễn Du đã từng viết:
Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái tài và cái tâm luôn phải đi đôi với nhau, luôn phải song hành với nhau thì mới có thể làm nên một nhà văn đích thực. Cái tài là yếu tố đầu tiên, là điều kiện cần. Cái tâm là yếu tố sau cùng, là điều kiện đủ. Nhưng giữa hai yếu tố này, cái tâm quan trọng hơn, vì cái tâm định hướng cái tài. Nếu không có cái tâm thì cái tài đành bỏ phí. Nếu không có cái tâm thì cái tài có thể gây họa. Chỉ bằng một cái tâm trong sáng cao thượng thì tài năng mới có thể đâm hoa kết trái, mới có thể như viên ngọc được mài giũa để tỏa sáng. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thầy chúc các em học tốt và thành công. Đừng quên theo dõi Đốc Thiên Văn để đón chờ những bài học bổ ích tiếp theo các em nhé. Thầy chào các em.